liên quan tới phản ánh mì hảo hảo chứa chất cấm, văn phòng chính phủ đề nghị bộ công thương kiểm tra, có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày 7 tháng 9 năm 2021. Ngày 30 tháng 8, văn phòng chính phủ vừa có văn bản về việc báo cáo sản phẩm mì hảo hảo bị phản ánh có chất cấm. Theo văn bản này, thời gian gần đây, báo chí có nhiều tin, bài phản ánh việc sản phẩm mì ăn liền hảo hảo của công ty cổ phần Acoc Việt Nam có chất cấm, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra, có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 7 tháng 9 năm 2021, văn bản nêu. Liên quan đến thông tin mì hảo hảo có chất cấm, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị vụ khoa học và công nghệ, Bộ Công Thương, xác minh, làm rõ vụ việc để thông tin minh bạch tới người tiêu dùng. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, đơn vị này đang khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo của Cơ quan An toàn Thực phẩm Island về sản phẩm mì hảo hảo và miếng hút của AC Cốc có chứa chất cấm. Trước đó, Cơ quan an toàn thực phẩm của Ireland thông báo thu hồi các lô sản phẩm mì ăn liền hương tôm chua cay nhãn hiệu Hảo Hảo và miên ăn liền hương sườn non nhãn hiệu Wood. Công ty cổ phần Asicoc Việt Nam do phát hiện thuốc bảo vệ thực vật ethylene oxit không được phép sử dụng tại châu Âu.